Việt Nam có thêm 2 hoa hậu chỉ sau một đêm. Tối ngày 22 tháng 10, 2 cuộc thi sắc đẹp gồm Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 và Hoa hậu Hoàn cầu 2022 đã tìm ra chủ nhân 2 chiếc vương miện. Tân Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 là Đinh Như Phương, còn Tân Hoa hậu Hoàn cầu 2022 là Phạm Kim Ngân. Đinh Như Phương quê Quảng Bình, đang là sinh viên trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh này nhận được vương miện trị giá 3,9 tỷ đồng. Sau đăng quang, Đinh Như Phương trả lại vương miện vì muốn đấu giá và dành tiền cho các chiến sĩ phải xa gia đình, ngày đêm bám biển bảo vệ quê hương. Người đẹp Phạm Kim Ngân quê Đồng Nai giành ngôi vị hoa hậu cùng giải thưởng 570 triệu và vương miện trị giá 3,2 tỷ đồng. Phạm Kim Ngân năm nay 18 tuổi, là sinh viên năm nhất của Đại học RMIT. Chuyển sang thông tin tiếp theo, Bảo Thy gây tranh cãi khi cover hit của Hồ Ngọc Hà. Mới đây trong đêm nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh, nữ ca sĩ Bảo Thy đã ngẫu hứng cover lại bài hát mới ra mắt của Hồ Ngọc Hà mang tên Cô đơn trên sofa. Điều đáng nói là chính chủ của MV Cô đơn trên sofa còn chưa hát live lần nào thì Bảo Thy đã vô tư đem sản phẩm âm nhạc này đi trình diễn. Bởi vậy có nhiều hướng tranh cãi đã nổ ra. Cô đơn trên sofa được đánh giá là một bài hát khó bởi giai điệu khá phức tạp. Bởi vậy màn xử lý có phần tranh phô và hụt hơi của Bảo Thy chưa khiến cư dân mạng hài lòng. Đồng thời nhiều người cũng cho rằng phút ngẫu hứng này của Bảo Thy khá vô duyên và chưa tinh tế. Tiếp nối là thông tin, anh Tú Diệu Nhi nhí nhảnh trong đám cưới ở Hà Nội. Sau bao ngày mong đợi thì đám cưới tổ chức tại Hà Nội của cặp đôi anh Tú Diệu Nhi đã diễn ra long trọng và ấm cúng. Theo thông tin cập nhật, trước khi tiệc cưới diễn ra, Diệu Nhi và anh Tú đã xuất hiện chào hỏi cũng như là chụp hình với mọi người. Trong tiệc cưới lần này, Diệu Nhi lựa chọn một chiếc váy cưới ôm sát cơ thể, khoe đường cong hoàn hảo và không quá cầu kỳ. Người đẹp xuất hiện bên cạnh chú rể anh Tú với dáng vẻ nhẹ nhàng, thướt tha và dịu dàng. Người hâm mộ luôn suýt xoa trước vai rùa xuất sắc đỉnh cao của anh Tú và vẻ đẹp dịu dàng của Diệu Nhi. Có thể nhiều người đang mong tin chị Huật Đông Nhi tới chúc mừng đám cưới Nhi em, nhưng không nha, không có chị hai, chị ba nào đến chung vui với người em nha. Chuyển sang thông tin tiếp theo, nữ sinh Thái Nguyên giành chức vô địch cờ vua trẻ châu Á. Vào ngày 22 tháng 10, giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2022 vừa kết thúc ở Bali, Indonesia. Có 3 nội dung thi đấu gồm cờ nhanh, cờ chớp và cờ tiêu chuẩn. Với tổng số huy chương toàn giải là 108, mỗi lứa tuổi U8, U10, U12, U14, U16 và U18 đều chia hạng mục nam và nữ. Kết quả chung cuộc, Tuyên giành được tổng cộng 32 huy chương cá nhân, trong đó có đến 14 huy chương vàng. Đoàn Việt Nam dẫn đầu áp đảo ở giải cờ vua trẻ châu Á năm 2022. Cụ thể ở nội dung cờ chớp, Việt Nam giành 4 huy chương vàng cá nhân. Ở nội dung cờ nhanh, Việt Nam giành 5 huy chương vàng cá nhân. Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, Việt Nam giành 5 huy chương vàng cá nhân. Đáng chú ý, kỳ thủ Nguyễn Hồng Nhung hiện là học sinh lớp 11 chuyên toán 2, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, giành xuất sắc tới 2 huy chương vàng cá nhân ở 2 nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh ở lứa tuổi U16 nữ. Em cũng giành được 2 huy chương vàng đồng đội cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn, huy chương bạc đồng đội nội dung cờ chớp. Ngoài ra còn có Nguyễn Thiên Ngân lớp 12, trường Trung học phổ thông Chu Văn An Thái Nguyên đoạt huy chương vàng vô địch U18 nữ nội dung cờ tiêu chuẩn 90 phút. Cách đây 3 năm, Thiên Ngân đã từng được 2 huy chương vàng vô địch thế giới U14 nữ ở nội dung cờ nhanh và cờ chớp. iPhone 14 sách tay đột giá đắt hơn chính hãng 5 triệu. Vừa mới đây, trang tri thức trực tuyến và VTC đồng loạt đưa tin giá iPhone 14 Pro Max hàng sách tay trên thị trường đang cao hơn hàng chính hãng 2-5 triệu đồng do lượng hàng không đủ đáp ứng nhu cầu của người dùng. Giá iPhone 14 Pro Max hàng sách tay trên thị trường đang dao động 32-33 triệu đồng cho phiên bản 128GB, các màu đen, trắng, vàng. Màu tím sẽ có giá cao hơn, khoảng 35-36 triệu đồng. Mức giá này dành cho iPhone 14 Pro Max thị trường Mỹ, chỉ dùng được eSIM. Giá niêm yết chưa bao gồm khuyến mãi của mẫu iPhone 14 Pro Max mã VNA bản 128GB tại các AAR đang dao động 31,5-34 triệu đồng. Có thể thấy giá của iPhone 14 Pro Max hàng sách tay đang cao hơn hàng VNA 2-5 triệu đồng tùy phiên bản và màu sắc. Và đợt trả máy đầu tiên, các đại lý ưu tiên trả hàng cho khách đã đặt trước. Với lượng hàng hiện tại, khách hàng sẽ nhận máy theo số thứ tự phải chờ đợi trả hàng thứ 2 vào ngày 24 tháng 10. Muốn mua iPhone 14 Pro Max mà không đặt trước, người dùng sẽ phải chờ đến tháng 12.